mà em nói gì cái này nếu mà không trắng là bên em hoàn trả lại tiền chủ gì luôn. Nó rất là hay gì, nó rất là gọi là tao nói rất là hay nha mọi người. Mọi người bình tĩnh không nè, mọi người nhìn vô cái bản mặt của em nè, mọi người ơi, mọi người bình tĩnh không nha, mọi người phải bình tĩnh để đến với sản phẩm này nha mọi người nha, phải thật là sự bình tĩnh. Khi mà chúng ta không bình tĩnh thì chúng ta sẽ bị hoang mang nha, bị hoang mang liền, hoang mang liền. Tại sao trên đời lại có sản phẩm mà tốt như vậy nha mọi người ơi, mọi người ơi, cái này là mình sức lên tay chúng ta như vậy nha, sức lên toàn body chúng ta luôn. Đây là cái chất tắm trắng nó sẽ như thế này. Đây mình xoa đều lên làn da chúng ta đây mấy má ơi. Để số một bộ bao nhiêu, một bộ là 1.470.000 nhớ gì nha, 1.470.000. Đây là hai chai, đây là chai của nó này, đây chai của nó này, tắm trắng AE Skin. Đây là cái chai tắm một lần và đây là chai chấm hàng ngày, chấm hàng ngày nha. Còn chai là chai body ban đêm cũng như là cái chai body ban ngày. Đây body ban đêm, body ban ngày, một bộ là gồm bốn như này, bốn này. Mà cái dòng này rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ đã like, ví dụ như là Hoa Hậu Thúy Ngân, Nhỏ Gạo Nếp Gạo Tẻ cũng like rồi, rồi Quỳnh Búp Bê cũng like rồi. Rồi mấy bạn nào mua để số thoại dùm cho bên em nha, là bên em sẽ alo cũng như là tư vấn cho mọi người. Và mình sức này lên và cái này nó là an toàn cho da mình. Chị em nào mà da đen quá thì nên sử dụng dùm cho em một bộ như vậy nha. Anh chị em nào mua hàng thì comment để số thoại dùm cho em. Đó, mình sức lên dùm cho em như vậy nha, sức lên dùm cho em. Đây quý vị coi nè, mình sức đều lên làn da chúng ta thì làn da chúng ta sẽ trắng lên, mịn màng lên và sáng lên. Anh chị em nào mua hàng thì comment dùm cho em, bên em sẽ alo cũng như là tư vấn cho vị nha. Dạ, của nó là 490.000 mà đây là than tre của vị nha, than tre. Nhiều đứa nó vô nói em ở dơ, nhưng mà bây giờ sao vậy vậy, mình phải test cho người ta chứ trời, mình làm gì cũng phải có tâm đúng không quý vị. Mình xoa lên đó, mình xoa lên. Và cái này đặc biệt ta có thể sức lên mặt được luôn, sức lên mặt được luôn nha quý vị nha, mình xài lên mặt được luôn, da mặt mình sẽ trắng lên, mịn màng lên. Tư vấn rõ cho em một xíu nữa hả, thì cái này là một bộ nó mình tắm trắng hàng ngày dùm cho em gì nha, tắm trắng hàng ngày bao nhiêu một chai là 490.000 một chai. Đây là cái dòng sản phẩm Hàn Quốc cho chị nha, chính như vậy giá nó hơi cao một xíu, nhưng mà cái chai như thế này tôi tắm được rất là lâu và cái chai rất là đẹp như thế này nha chị nha. Ok, bao nhiêu một chai 490.000. Dạ, ủng hộ dùm cho em, để số điện thoại dùm cho em. Cho con bú ảnh hưởng gì không, khi mà cho con bú, ví dụ cho con bú đi, con mình không mà cho con bú đúng không, là mình tháo con mình ra, mình tháo con mình ra khỏi cái khất vú của mình như vậy nha, tháo con mình ra xong mình tắm rửa sạch sẽ xong nha, mình cho con mình bú là nó sẽ ok, không sao trơn trọi em ơi. Mình sử dụng hàng ngày cũng được cho lâm sợ là sợ hao thôi chứ mình có thể sử dụng hàng ngày luôn nha em nha, cực kỳ ok nè quý vị ha. Nè quý vị ơi, nó rất là mê nha, nó mê chết mệt liền. Đó, mình xài giùm cho em nè, thấy không, nhìn nó quyến rũ không quý vị, nhìn nó quyến rũ không, nè đó, nó sẽ làm trắng da, mịn màng da và sáng da nha. Anh chị em nào đen quá thì nên sử dụng giùm cho em, nó sẽ làm bật tông và da chúng ta sẽ sáng lên, trắng lên nha quý vị nha, rất là trắng và xài cực kỳ ok, cũng như là tế bào chết nó sẽ ra hết đây quý vị coi, và cực kỳ an toàn cho da mình luôn. Ví dụ như da mình mà đen quá, ví dụ như mà mình đi biển, biển to quá bé chẳng dám tắm đâu à, biển xanh quá bên bờ cao chẳng phao, sông biển lớn xây bao nhiêu nhà lầu, bà ơi đừng tắm có tấm trắng kia kìa, la 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 la, dạng dạng vậy nhau gì nha, nha đi biển đi ơi đồ, đừng đi biển, ở nhà tắm trắng giùm cho em nha quý vị nha, ủng hộ giùm cho em 490.000. Bây giờ mọi người mua hàng thì liên hệ nè quý vị không, nè quý vị phải mua giùm cho em quý vị nha, cái này xài đã lắm quý vị, em nói gì là xài không bao giờ làm quý vị thất vọng đâu. Đây mình vừa kỳ tế bào chết là mình tắm trắng luôn, cái này là 2 trong 1, 3 trong 1 luôn, là da của mình cực kỳ trắng. Ai mà đen quá thì nên sử dụng giùm cho em, sẽ có một làn da cực kỳ trắng. Đây quý vị không, rất là trắng, xài cực kỳ ok. Rồi bây giờ nè quý vị ủng hộ giùm cho em nha, cái này là xài một lần là trắng, sau khi mà trắng xong rồi thì mình kết hợp body ban đêm với là body ban ngày giùm cho em. 490.000 body ban đêm mà có lotion ở trong đó, còn body ban ngày là có kem chống nắng trong đó, thì mình kết hợp một bộ giùm cho em sẽ một làn da cực kỳ trắng, cực mịn màng. Thì bây giờ thời gian đã hết rồi, em cảm ơn mọi người, bye bye, tạm biệt.